Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai. Khoan từ, tại sao hôm nay tôi phải đeo khẩu trang hả ta? À đúng rồi, chắc là các bạn đang rất là tò mò tại sao hôm nay mình lại đeo khẩu trang đúng không? Có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là anh Phong đang cosplay MC Ro chứ gì? Nhưng mà không phải đâu các bạn ơi. Hôm nay mình đeo khẩu trang là bởi vì mấy bạn cũng biết thì hiện tại Việt Nam chúng ta đang trong gọi là cái mùa dịch mọi người à, dịch Covid đang rất là gọi là nghiêm trọng luôn. Bởi vì sao? Bọn mình đeo khẩu trang để làm gì? Là để khuyến khích các bạn khi đi ra ngoài đường các bạn hãy nhớ đeo khẩu trang vào để có thể gọi là giúp cho gọi là gì ta? Một phần nào đó chống lại cái dịch Covid này nha các bạn nha. Chứ thật sự là mình gọi là thấy có nhiều bạn đi ra đường không chịu đeo khẩu trang, cái đó sẽ rất là nguy hiểm luôn. Và mấy bạn nhớ ra đường phải đeo khẩu trang, cho nên cả team mình hôm nay đeo khẩu trang nè để khuyến khích mấy bạn nè. À, ok. Mặc dù là bọn mình đang ở nhà. Lần đầu tiên thấy Covid lây online. Thì Covid online. Sao chúng ta ở nhà mà chúng ta lại phải đeo khẩu trang? Là bởi vì là bọn mình đang quay clip ở nhà, chứ mình không thể nào đem cái máy của mình ra ngoài đường để quay được, phải không? Cho nên nhưng mà đeo khẩu trang là một thứ mà rất là cần thiết khi đi ra ngoài đường nha bạn nha. Ok. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục là series cả team cùng chơi game. Và nếu như các bạn thích series này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho tất cả mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video chơi game thôi nào. À mà quên, hôm nay chúng ta sẽ chơi gì mình quên nói. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi TNT Task nha các bạn nha. Nếu như các bạn nào mà không biết TNT Task có nghĩa là gì, có nghĩa là một người sẽ được chọn, sẽ phải cầm một cái quả bom TNT và người đó sẽ phải đuổi theo những người khác và chọi cái quả bom nó vào trong cái người đó để gọi là truyền, giống như kiểu mình truyền cái trái bom cho người khác đó các bạn. Đấy. Và sau khoảng một thời gian nhất định thì quả bom nó sẽ nổ. Và ai mà khi mà quả bom nổ ai vẫn còn cầm quả bom trên tay thì người đó sẽ là người thua nha các bạn nha. Đấy. Và hôm nay mình sẽ chơi chung với rất là nhiều những người chơi khác, cho nên mình sẽ có một quy định, đó chính là Hero Team một mình, miễn là còn ai trong Hero Team thôi nha. Còn sống sót thì người đó sẽ là người giành được chiến thắng. Và tất nhiên rồi, chiến thắng thì tất nhiên là phải có phần thưởng đúng không nào? Và phần thưởng không phải là của mình mà là sẽ đến từ gọi là Hero Team sẽ tài trợ phần thưởng. Ok. À nghe hay, thấy có phần thưởng là hấp dẫn rồi. Ok. Còn không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Chạy. Ui. Tôi là người cầm quả bom, tôi phải truyền quả bom cho người khác. Oh no. Rồi xong, quả bom này truyền qua cho tôi rồi. No. Ok, hiện tại là em vẫn còn đang an toàn vậy. Ơi, một thằng cầm TNT đang chạy sau lưng em. Em phải chạy thôi. Ê, trong team mình có ai là bị TNT không vậy? Trong team mình có ai là TNT không? Chưa, tôi chưa bị. Ôi, mới thoát nè. Coi chừng. Ơi, giờ đây có một thằng chạy qua kìa. Chạy đi dịch. Chạy đi rồi. Chạy đi. Có một thằng chạy qua kìa, chạy đi. Ok, em sẽ nhảy xuống dưới đây. Ô Sammy các bạn. Có người nổ. Ok rồi, tiếp tục nào mọi người. Bây giờ hiện tại team mình có ai cầm bơm vậy? Ây! Oh no! Có một thằng nó truyền quả bơm cho em rồi. Oh no no no. 21 người sống rồi, giờ nguy hiểm á. Ê, mình không bị bơm đánh mà mình bị Sigo đánh ba. Trời ơi, 30 giây để gọi là cho quả bơm nó hết nổ. No! Lắc ba. Ui, lắc. Rồi chết á. Em truyền quả bơm cho thằng đằng sau em rồi, nhưng mà giờ đang đuổi em anh ơi. No! Cố lên, cố lên mọi người. Chết rồi chưa? Ngã mấy giây thôi kìa. No, 9 giây nữa, 5 giây nữa, em thua rồi. Em thua rồi mọi người ơi, em thua rồi. No. Phong đổ tung rồi. Trời ơi. Không cần mày Simi. Oh no, tôi với Simi thua mất tiêu rồi. Oh my god. Lên mọi người, có lên. Cố lên mọi người. Nguyên chưa? Đốt lại TNT với mình. Ok. Nhanh mình nhịp ta. Sao mày chết? Rồi xong, Kairon đang phải đấu với những người trên đây. 30 giây là lúc xe ơi. Kairon té rồi. Rồi xong Kairon rồi. Ôi nô. Nhanh lên Kairon. Ê, Kairon có thằng tàn hình sau lưng Kairon kìa. Ủa, khoan, thằng nó tàn hình hả? Nãy chạy. Ui. Thằng này tàn hình hả ta? Có TNT với mình rồi phải thấy không? Trời ơi, ba thằng nó đang đập đầu này mà nó không thấy mình rồi, may quá. Kairon đang bị gì? Có Sido sau lưng mày nó kìa. Sido sau lưng mày đang đuổi mày nữa. Oh no. Sido sau lưng mày đang đuổi mày nữa. Oh no.
gần trần luôn. Ủa tim mình có ai sống à? Tim mình có ai sống vậy? Anh có sống, anh sống. Sam. Ok. Rồi xong rồi. Cái ơi, cái dính tiên tiên rồi, cái kia dính tiên tiên rồi. Con đang nghĩ xuống, không thấy mình. Ok. Sau lưng kìa cây ơi. Rồi xong cây rồi. Rồi xong cây rồi. Hôm nay an toàn quá à. Mình chết rồi. Mình đang nhìn Kairon đang phải solo với ông này. Rồi xong cây rồi. 10 giây. Rồi xong cây rồi. 5 giây nữa cây ơi. Mình có sống nguyên sản bất dạy. Hay quá cây. Kairon blow up. 5 giây nữa cây ơi. Mình có sống nguyên sản bất dạy. Hay quá cây. Oh my god. Ủa cây công chết hả? Cây đòn bị nổ lan, cây đòn bị nổ lan rồi. Ta mà nó bị gì không ta? Ok, bây giờ tôi sẽ xem Mr. Dịch. Mr. Dịch K10. Ôi, nước cháy vậy. Ơ cây, lại coi Mr. Dịch kìa, Mr. Dịch cháy quá. Ôi trời, xong dịch té rồi. Mọi người không biết, tôi vừa thoát khỏi cõi nổ ở đâu mọi người. Cõi nổ trong vòng có 5 giây. Hay gì đây? Xong cây rồi. 5 giây nữa cây ơi. Hay quá cây. Hay quá chị ơi, hay quá chị ơi. Idol ơi, cố lên. Ok, vậy là hiện tại bây giờ trong team mình này thôi. Hiện tại trong team mình là chỉ còn có mỗi Camui nè, với lại Sammy và Mr. Dịch còn sống thôi. Liệu ba người này ai là người chiến thắng đây? Đừng nhảy dịch, chạy bình thường đó, nhanh hơn, đừng nhảy. Hay quá dịch. Rồi. 3, 2, 1. 2, 1 rồi ta boom. Rồi xong. Đứng đây thôi. Ôi da. Anh đi rồi, anh toàn. Còn hai chị em mà nữa chị ơi, hai chị em làm lịch sử nè. Ê, tính ra từ nãy giờ các bạn, Sammy vẫn nút ở. Ôi, cái này. Đừng nhảy Sam, đi chạy bộ nữa, đừng nhảy. Ê, Sam ơi, cái thằng đó là cái thằng giết tôi luôn Sam, đuổi theo nó Sam. 10 giây Sam ơi, 10 giây nữa. Oh no. 7, 6, Kế bên. Hay. Chạy đừng nhảy. Trời ơi. Ok, à không, còn Camui một mình, Camui sống sót luôn. Vâng, vậy là chúc mừng Camui đã là người giành chiến thắng trong trận đấu này của Hero Team. Yeah. Bởi vì Camui là người sống sót cuối cùng cho nên Camui sẽ là người chiến thắng nha các bạn nha. Ok, chúc mừng Camui. Mui thắng rồi. Đi, Mui canh cầm mấy giây cuối Mui đập vào người nó được. Đúng rồi, 9, 8, 7, 6. Nhưng mà quan trọng phải đuổi kịp đó kìa. 4, đập nó chị. 2, 1. Ok, không sao. Mặc dù là Mui mình cuối cùng bạn ơi. Mặc dù là Mui vẫn thua nhưng mà Mui vẫn là người cuối cùng sống sót trong Hero Team, cho nên Mui sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn nha. Rồi ok, chúng ta đến với trận 2 nào. Let's go. Rồi ok, trận 2 là gì đây? Ủa gì vậy? Nhà máy hình như cái nhà máy hay sao? Ban đêm nha. Máy này chơi luôn cái trò đầu tiên thì chơi nhiều quá. Oh my god. Tôi không biết là tôi có giành được chiến thắng hay không đây, chứ từ nãy tôi thấy là tôi chơi hơi bị núp cho nãy vậy, mình chạy trốn dở lắm. Em chơi Minecraft gì quá. Chim chơi gì cũng bận rộn ta. Ui, trời tối hả? Map này là trời tối nha. Trời tối. Có sim thì phải. Ê, em sẽ học theo bí quyết của Sammy, đó chính là núp là trên hết. Ok, em sẽ núp. Đúng rồi, núp là nó bờ rồ lắm, tôi núp một góc mà quá trời người không biết tôi luôn. Mình nhảy là nhanh hơn đây, mình chạy nhanh hơn đi. chạy nhanh hơn. Khi mà cầm TNT thì chạy nhanh hơn anh. Bình thường là nhảy nhanh hơn đúng không? Không, anh chạy anh đừng có nhảy. Oh no, em bị TNT rồi. No. Ủa sao Sam em? Ủa em? Ủa chị, em thôi hai chị em mình cùng chí hướng đi chị. Ai à. Oh my god, mình đang chống chết thành có một. Hello bro. Lại tôi có hai người đứng đi mình có đi ra mà. Nhìn tôi. Nó kia kìa, em nằm lên. Nằm đây đây, trời ơi, đang live stream trực tiếp luôn nè. Ôi thôi sao mình sao ta. Chú lại lộn, chú lại lộn. Nó lộn, nó lộn dưới ôm xèo luôn. Ôi trời ơi, pha cuối vậy mà em chậm chết chứ cay thế à. Không cần sao không cần chơi gà quá vậy? Chết hoài vậy. Không vậy. Cái đầu. Cái đầu. Trời tôi. Yêu ta. Tôi sao mình lại biến TNT vậy? Tôi chơi dở nó random mà nó ra mà có cho mình random vậy? Ê, tính ra tôi quay video cho bạn fan xem mà lần nào tôi cũng là người chết đầu tiên, sao tôi thấy nhục nhã quá. Thấy địch không thấy là mình, người ta sẽ không thấy mình. Mình vẫn còn 30 giây lần dịch đây, không sao, vẫn còn 30 giây, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Thằng đứng ở đây cả ba thằng đôi đi TNT đánh gì nữa. Ê, tính ra là Camui với Sammy thông minh quá ha, chui đây nấp. Ủa sao? Ủa đây nấp sao vậy? Đây nấp sao vậy? Trời ơi, sao chai chết nhanh vậy? Khoan à, còn tôi à. Chai chết nhanh vậy? Khoan à, còn tôi à.
rồi, chị em tương tàn. Chị em tương tàn. Chị em mình bỏ qua, mình cầm TNT mình bỏ qua cho Simi mà, chứ mình đâu đuổi đồng đội đâu, mọi người đi đuổi khác đi. Chị em tương tàn rồi, chị em tương tàn rồi. Không, cái này là trò chơi, là chơi đồng đội mà. Trò chơi này á là trò chơi là hero team, miễn là người trong hero team thôi, chứ không có tính những người bên ngoài, cho nên là chết chết rồi con. Chỉ có hero team mới gọi là đánh nhau thôi. Cố lên Sam. Cố lên Sam. Ok. Chịu đứng lại. Kiểu gì có tao phải chết. Chắc chắn sẽ có người phải chết. 5 giây nữa. Sam ơi, cố gắng chuyển tiền tỷ đồ xong rồi. 5 giây nữa. Sam ơi, cố gắng chuyển tiền tỷ đồ xong rồi. Chết Sam ơi. Ok, bây giờ còn Kairon, Simmy với lại là Kamui. Ok, anh em hả? Dẫn người tôi sẽ đem lại vinh quang cho anh em. Oh my god. Rồi, Simmy. Chịu lắm, mất cái đầu cái. Simmy đã trở thành người được chọn. Kìa, 15 giây nữa. 10 giây nữa. Cố lên không sao. Chạy thôi, chạy thôi. Cân trô đi xin, vẫn cân trô đi xin. Chạy. Kịp không đây? Không kịp rồi. Trời ơi, trời ơi, xin đập trượt. Xin chia buồn cùng hàng Simmy. Rồi, anh em nhớ, mình sẽ đem lại vinh quang cho anh em. Thôi anh em cố lên. Tụ hợp này. Cái đòn đang nấp này. Cảm ơn, người dưới tên đây. Mùi chỗ kìa. Cái đó đang nấp, cái đó nấp kỹ vậy. Ôi trời ơi. Sao nó có quy hình vậy? Lên tầng rồi chị, nó lên rồi, nó lên tầng rồi. Rồi các bạn đi. Lên 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 tầng như nào? Lên. Đâu? Được rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Nó chạy vòng tròn kìa. Trời ơi, chạy đâu rồi? Xong rồi. Anh em thấy không? Mình cứ để lại bên quanh vĩnh biệt cô. Tức ghê luôn á trời. Bum. Oh. Chiếc cửa thiên đường rồi. Vâng. Cái đòn rồi, Kairon win rồi. Vậy là trận này Kairon là người chiến thắng nha. Ok, bây giờ mình được nha. Bây giờ mình tính thế này nha mọi người. Bọn mình sẽ chơi 5 trận. Bọn mình sẽ chia ra là hội anh em và hội chị em. Chỉ cần một người trong hội chị em thắng thì hội chị em sẽ chiến thắng, còn một người trong hội anh em thắng thì cả hội anh em sẽ chiến thắng. Ok, và hiện tại bây giờ hội anh em và hội chị em đang làm một điều. Ok. Ê, cái này có Hero Brain nha, tôi thấy có Hero Brain. Hồi nãy á, mọi người biết không, hồi nãy mình chơi là do là mình chạy ra ngoài sớm quá, cho nên là bây giờ mình sẽ tìm chỗ mình núp. Mình nghĩ rằng mình núp để mình giữ mạng vẫn là chắc ăn nhất. Dù gì thì mình cũng không nên là người phải chết đầu tiên. Vậy đã, cứ cho núp dịch. Rồi sao rồi, trận này tôi sắp đi đầu tiên rồi. Vấn đề là cái map này nó không có chỗ núp với mọi người. Cái này không có chỗ núp đâu. Mày chạy thôi. Map này nó không có một cái chỗ núp nào hết luôn á. May quá, nãy cái thằng TNT chạy ở chỗ phía em, may mà em chạy kịp. Trời ơi, bao tim mình thì bao tim gì vậy? Gì mà xui vậy? Ê, em chỉ mọi người cái này dễ hơn nè, mọi người bấm F5 á, mọi người nhìn, mọi người bằng góc nhìn thứ ba á, xong mọi người nhìn xung quanh, mọi người sẽ dễ canh á. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Trời ơi, cái bói luôn, cái bói luôn kìa. Siro đánh mình ạ. Tim mình, ôi tim mình có Kamui, Simmy và Siro là TNT luôn nè. Simmy và Kairon nguyên cặp luôn. Tôi sống sót mọi người ơi. Hay quá. Nguyên cặp luôn nè. Thằng mất dài. Oh no, em bị nó đánh rơi. Trời rồi. Trời ơi, tụi nó đánh nhau kìa, nó đánh lộn kìa mọi người ơi. Rồi xong rồi, TNT rồi, thấy tôi rồi. Không, em, là em dịch à, là em. Ừ, là em thì anh cũng chạy. Không, em sẽ không cuốn anh đâu, tại anh chăm hỏi anh em mà. Nhưng mà thằng kia nó đuổi em, Cảnh ơi, No. Chết rồi. Chết đi. Ok, em đánh được đó rồi, em chạy đây. May quá. Ơ, nhưng mà mấy cái thằng TNT nó chạy nhanh hơn một mình, cho nên mình chạy khó anh ơi. Nó bằng cái map này nó. Cái map này nó không có một cái chỗ nào để núp hết luôn á trời. Đúng rồi, nó rất là xui nha. Chúng ta chỉ chạy thôi. Làm ơn cho tôi win trận này đi mọi người ơi. Đừng đuổi mình nữa mọi người. Tôi ăn đất cùng ai thế? Hello Dịch, em sao lưng Dịch là Dịch? Phong ơi, Phong đừng cầm TNT qua đây Phong. Ôi đâu, đâu, một giây, trời ơi. Trời ơi, một giây. Trời ơi, trời thề luôn á, ổng chết sớm luôn á. Cái cây nhất là còn một giây chết nó, bạn hiểu không? Cười luôn, tự nhiên biết thằng TNT tát trời. Còn Siro mà. Rồi xong Dịch thì phát hiện rồi. Anh Dịch thì phát hiện rồi. Em. Ở đây là có hai thằng, đây là Sam. Ba thằng. Trong vô có một thằng. Bà nội đó. Sao lưng. Dịch đây đánh nhau cả. Dịch ơi, nhất định phải thắng nha Dịch. Nhất định phải thắng, hội anh em mình phải chiến thắng nha. Hội chiến thôi, cố lên, hội chiến. Đang. Ui, cái thằng này, con này. Giữ mạng sống môi. Trời đất, bánh con này. Canh con này, con này. Con này đánh nhau rất là căng thẳng ở bên đây nè. Chạy theo con đấy thôi. Mọi người, Kamui chạy ra đây vậy. Chạy theo nó đi. Chạy theo nó thôi Sam, đừng đánh nó. Nhảy rồi. Chạy theo nó. Không, chị này rồi. Ôi, không, chạy đi mà. Đánh. Ui,
không mua mà. Ô, em đi rồi. Hội chị em chết hết hả? Yeah, vậy là hội anh em được 2 điểm, hội chị em được 1 điểm nha. Hội chị em chết hết rồi, chỉ còn có hội anh em thôi. Có công không? Tại vì hiện tại là hội chị em đang 3 người, hội anh em 4 người á. Ừ ha, đúng rồi. Nói giờ mới đi. Giờ mới đi. Mới đi luôn á. Có Mimi ba. Vậy thì quá bất công rồi. Vậy là không được. Thôi hay là mình tính Kairon cho hội chị em được không? Thôi bây giờ như thế này đi. Bọn mình sẽ tính theo gọi là 5 trận và người nào thắng trong Hero Team, người nào thắng được nhiều trận nhất thì người đó thắng. Ok, mình quên mất là hội chị em. Để cô quay hội chị em cho. Ok, vậy bây giờ nha. Ok, vậy bây giờ nha. Mình sẽ cho Siro qua hội chị em, cái này là Ro tự nói nha. Ok, Ro qua hội chị em. Hội chị em thắng nha. Đây là trận hội chị em thắng nha. Không anh, trận này không tính. Trận này không tính, trận này không tính. Trận này mới bắt đầu luật, không tính. Ok. Rồi, trận tiếp theo. Vậy là coi như là hai cả hai đội vẫn hòa đi. Ok. Hội anh em chấp một người nha các bạn nha. Hội anh em chấp người nha. Tại hồi nãy mình không để ý, mình tưởng là hội chị em vẫn đủ 4 người, ai về đó mới có 3 người thôi. Ok. Rồi ok, trận tiếp theo nè. Ui trận này có bắt cua luôn hả? Ui bắt cua thì chúng đỉnh nha. Tôi mới được bắt cua được có 2 lóc thì tôi té rồi. Mấy ông hiểu rồi cái độ gà của tôi đến cỡ nào rồi đó. Trận này nha, trận này nè, tôi á. Trận này là tôi nhất định là tôi sẽ chơi theo kiểu tôi từng lúc. Ủa sao chậm vậy? Sao vô chậm vậy? Cái đó xem là sao lưng em nè, chị đi chùm em nè xem. Bảo vệ. Ây da! Tôi đã nói là tôi trận này tôi sẽ kiếm chỗ nấp mà tự nhiên các ông nhà quýnh tôi vậy chơi kỳ vậy mấy ba. Trời ơi, đi ra cái gặp cái thằng đầu đội TNT chắc tôi chết quá trời ơi. Trời ơi, nhìn nó nhìn nó sáng sổ hơn rồi đó. Map này nó giống như kiểu gọi là map parkour. Không, em thấy chạy giống rồi. Có thằng TNT sau lưng đứng như thế này. Map này không lách được đâu nha, khó nha. Ờ, lách được, bóng này lách được, bóng này lách được, bóng này lách dễ, bóng này lách dễ, bóng này lách dễ. Ok, mình sẽ đứng ở trên đây. Hello, Ro. Rồi. Ui, cái đòn dẫn ăn TNT lên đây chi cài. Rồi à. Mình đang đứng nấp mà, trời ơi. No, no, no. Các em vậy cái gò xong xong đi bye bye rồi. Cày tí nha. Ôi, hồi chị em ơi, cho mày đi. Không sao, hội vậy là coi như là hội hội chị em còn 3 người, hội anh em còn 3 người mà. Nói chung là team hội anh em đã chấp hội chị em 1 người rồi. Ok rồi, bây giờ nha. Đứng em nhìn anh kìa. Bây giờ mục tiêu á, mọi người biết mục tiêu là gì không? Mục tiêu không chỉ là giữ mạng mà mọi người còn phải kiếm TNT để chọi qua cho hội chị em, để hội chị em bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Hội anh em hiểu không nào? Ôi dịch kìa. Ôi no, dịch nó bị đổi. Dịch nó bị đổi TNT rồi. No, dịch bị đổi TNT rồi. Em đứng chung với Thanh giùm hộ anh em nào, anh em. Ok chạy. Chạy chạy cái ơi. 3 chạy. 1 bùm. Rồi xong. Xong luôn. No, anh dịch đi rồi. Hội chị em còn rất là nhiều người. Anh canh thời gian đập là ấy, nhưng mà còn phải đập cho nó văng ra xa nữa. Ôi đó, xếp cái nút kìa, nút kìa, nút kìa. Chạy, lợi ơn, chạy. Bây giờ hội anh em hiện tại còn mấy người? Xem ai, xem ai, xem ai sau lưng kìa cây, xem ai sau lưng kìa cây. Quốc xem, nhanh lên cây. Rồi, cẩn thận đi. Ngồi đây xem ơi. Siro cũng được, Siro cũng được, tại Siro bên hội chị em. No. Rồi xong, cây đôi Siro đều bị TNT trên đầu luôn. Rồi ba người đang bên dưới quýnh nhau. Ok yên tâm, vẫn còn 25 giây đựng, còn khá là lâu. Kairon vẫn có thể cầm cự được của anh Kai. Rồi tôi chạy rồi. Mình đã cố gắng rồi. Tôi thấy trận này căng thẳng quá. Trời ơi, chấp hội cái thằng quế tên tây mình có đánh ra ngoài vậy. Chấp hội cho em một người cho nên là mình cảm thấy hơi bị căng thẳng các bạn ơi. 6 giây kê, 6 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Tiên tiên nha. 2, 1. Tiên tiên nha. Hay quá. Trời ơi. Hay quá Kai ơi, hay quá. Trời ơi, hay mấy bạn ơi, bạn thấy gì không? Kairon vừa mới canh phút cuối đập TNT vô người Siro luôn, hay quá Kai ơi. Mình tự hào vậy bạn. Trời ơi, đẹp vòng của tôi. Trời ơi. Cam Mui kìa. Không muốn làm như thế được rồi. Tôi thấy Cam Mui, thấy Cam Mui. Còn Cam Mui này, còn Cam Mui này. Chỉ còn mình Cam Mui thôi Kai. Còn mình Cam Mui thôi. Con lên. Ôi, thôi. Đừng nhảy Mui. Ôi. Không, đi bình thường phải nhảy, khi nào cầm TNT sẽ không nhảy. Sao lưng. Đập thằng FK, đập thằng FK. Đập thằng đấy, rồi chạy. Đập thằng đấy, rồi chạy. 3, 2, 1. Cái ơi, mình nói cái TNT đó. Mui ơi, thế ra Mui nên đập nó trước, xong Mui chạy. Ủa, khoan. Mui bên màu rồi. Mui bên màu rồi, vậy là hội chị em chết hết rồi đúng không? Còn hội anh em thôi đúng không? Yeah, hội anh em win. Ok bạn ơi, vậy là hội anh em đã được 2 điểm và hội chị em được 1 điểm nha. Mặc dù là hội anh em đã chấp hội chị em Siro rồi, là bro nhất team mình rồi, vậy mà hội chị em vẫn thua. Ôi ôi, non. Vậy trận sau chết trước cho mình xem. Nhảm thách thức hội chị em hả? Không chết được, không chết được. Ừ, nhớ câu đó nha, nhớ nha. Tự nhiên tí nữa hội chị em, tự nhiên tí nữa hội chị em ngắm mỗi mình. Ôi giời, tôi biết tiền rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Ê, không phải là Kai đứng ở cạnh chỗ chị chứ, đúng rồi nè. Đâu, em đâu vậy? Ủa, đâu em chị đâu vậy? Em chị luôn á. Chị đứng bên em nè. Where are you? I don't see you. Hello chị. Hai. Một. Ôi, no!
Trời ơi, tôi canh còn 3 giây, tôi đặt tim tay vô người nó mà nó đánh tôi rơi xuống. Trời ơi, cay thế nhờ. Tôi canh còn 3 giây nữa thì tôi đặt tim tay vô người nó. Đứng lại. Cắt à. Phong cực xin mi, xin mi phải đấu. Mỗi cay thôi. Còn xin mi phía sau lưng cay. Anh em, có bao nhiêu tim tay đè vào người cay hết. Còn mỗi cay thôi, còn mỗi cay thôi. Đi anh đi cho người khác thì các mướn chuyện cho cay. Ủa dồi ôi. Cái ơi là cái ơi, cái đi giặt. Rồi cái ơi. Anh nói múc giải, mình đang giải. 10 giây. Cái đi rồi, cái đi rồi. Hay quá, hết chị. No, sao lưng cây. Ngủ đi, no. Cái đi rồi, cái đi rồi. Hay quá, hết chị. No, sao lưng cây. Ngủ đi, no. Ok, vậy là bây giờ chỉ còn hội chị em sống sót thôi. Trận này hội chị em thắng 2 điều. Ok, trận tiếp theo. Rồi, ok bạn ơi. Và hỏi chị em và hỏi anh em nữa là 2 điều rồi. Bây giờ trận này là trận quyết định cuối cùng nè. Để coi đội nào thắng nè. Ok, bây giờ mình nói nè. Hỏi anh em, chúng ta không thể nào thua được. Chúng ta hãy tìm mọi cách núp hết sức có thể đi. Em nghĩ rằng em sẽ chơi khô máu. Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại rồi. Để chiến thắng chúng ta phải núp thôi. Nãy giờ em đặt ra nhiều kế hoạch lắm. Thôi em toàn chết đầu tiên đấy. Cứ thế mà chạy được không? Không, chết đầu tiên rồi. Cứ vô là chạy thôi. Có kế hoạch thi cho. Ok, ok. Anh em nói là quê quá. Ôi ôi. Cái gì? Mặt dữ vậy trời. Vào cái đó. Vào. Trời, cái map này map gì vậy trời? Không biết map này map gì. Map này là những cái sao trên cao. Ôi rồi rồi. Có cái đằng hồi nãy nó đánh mình. Sim dưới đây đúng không? Sim dưới đây đúng không? Ôi dạ, nó còn. Ok, còn 25 player. Ui trời ơi, có thằng cầm TNT đứng gần em mày ghê. Ok, mình vẫn đang an toàn. I'm still alive. No, ôi rồi, sao tôi vẫn đang đứng rồi. Tôi vẫn đứng. Tôi vẫn đang sống. Ôi, nó bị gì vậy? Nó đánh mình hoài vậy? Ủa, team mình cay chết chưa? Team mình cay chết chưa? Mình đứng chung ấy. Cái gì? Không cho mình muốn. Trời ơi. Ui nô, càng cầm TNT tới rồi. Ui nô, chạy. Cây Ron với lại một thằng trên kia đang đấu với nhau. Bạn à, bạn không thoát được anh bạn. Anh bạn là người sáng lập ra game Minecraft đúng không? Đúng không? Team đâu rồi? Em đang đánh nhau với nó đây nè. Tôi thấy nó tàng hình rồi. Nó đang lắc đầu quay xin nè bạn à, phải chuối. Wow, em được một cái áo giáp. Wow. Ủa, thật áo giáp đó là áo giáp gì vậy? Là áo giáp hả? Ờ, cái đó là áo giáp. Cái đó mặc vô là hình như là bọn nó đụng với người mình. Ủa, thật áo giáp đó là áo giáp gì vậy? Là áo giáp hả? Ờ, cái đó là áo giáp. Cái đó mặc vô là hình như là bọn nó đụng với người mình. Chắc chắn. Chắc chắn. Ok, ok. I'm still alive. Lên mọi người, cố lên mọi người. Được. Ok, chị em chết hết chưa? Còn Sam, còn Camui. Sam, chúng ta không được chung một chỗ mà. Vâng đi rồi chị. Tôi ngu tôi ở đó đi cho bà đến mà đánh tôi. Nó chạy xuống rồi, chạy ngược lại. Mày đứng còn bảo đi mày, mày nhìn thấy tao thì mày đừng có chu đít. Cắn nó luôn. Mấy bạn ơi, từ nãy giờ vị trí này vẫn là vị trí gọi là an toàn nhất của mình từ nãy giờ. Canh thôi Sam, còn mấy giây á. Được, trời ơi, không được rồi. Không chạy được đâu, canh thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ôi, may quá. Oh my god, hội chị em vẫn còn 3 người, hội anh em chỉ còn 2 người thôi. Có ai rồi, hội em ở đây rồi. Cái đó nè. Cái em đi rồi anh ơi. Au xin vĩnh biệt cụ. Tôi thấy Sammy đang bị hoang tin tê cầm vô. Trời. Sammy. Em vẫn đây vẫn còn. Đúng rồi, vô đó. Chính xác. Sao bị chiều hoài luôn á trời. Tôi thấy Sammy bị một thằng cầm tin tê đuổi mọi người ạ. Ôi, thằng này. Không được không? Oh yeah, chỗ này thật là an toàn. Tôi đã không bị gì hết. Tôi thật là an toàn. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Sammy bóc đi. Hai điều rồi anh ơi. Một người nữa, một thằng chết nữa. Là chỉ tới này tới đây á. Ồ, chỗ này Google cũng được quá nha. Trong cũng ổn trong này em nói chứ thành thành người thấy thì em biết thằng đó luôn á, thằng đó mọi người nói chứ nhá, thằng xong nó đã phá đó, chuẩn bị chạy này dịch ơi, đừng chơi phải chạy kém sớm càng tốt. Ô đâu dịch rất kém hả dịch ơi, dịch bay mà cái rồi
Cái gì mà anh bị rắc game vậy? Anh bị kích chứ không phải bị rắc game. Anh ở ngoài sảnh này anh bị kích ra khỏi phòng ấy. Chưa nhá, ông đầu xanh, ông đầu xanh. Có lên ơi. Ok. Yes. Em sẽ đuổi em ơi. Em sẽ đuổi em ơi. Em sẽ đuổi em ơi. Dù em có chết. Cộng phong thôi, hành phong, hành phong. Dù em có chết. Thôi em có hành kéo chị theo. Good luck to you. Ui ơi, có Lê vui. Chạy đi, chạy đi. No, tôi thấy trận này không công bằng. Trận này dịch bị out ra, tôi không tính trận này. Tôi muốn chơi lại. Tôi muốn chơi lại. Tôi muốn chơi lại. Rồi, hai màu. No. Không, tôi muốn chơi lại trận này, tôi muốn chơi lại trận này không công bằng một tí nào hết. Thôi thật là mình đàn ông có chơi có chịu không ơi. Dịch à, dịch anh nhớ rằng là tất cả tại anh cho nên team mình thua đó anh. Thời luôn á, các bạn biết không? Hai trận rồi, ông dịch bị áp, ông dịch đã bị kích ra hai trận, tận hai trận luôn bạn ơi, chứ không phải là một trận này đâu, hai trận rồi, cho nên hồi chị em gọi được điểm luôn, tức quá mà. Tất cả tại dịch. Yes, we win. Ok các bạn ơi, thôi nói chung là trận này thì coi như là hội chị em thắng, coi như hội anh em xui đấy bạn ạ. Anh dịch nè, máy tính anh dịch xu quá. Chán ghê. Ê, tính ra là mình là người bị kích vì AFK, là mình không biết luật chơi game nên mình vô tình nó cái thằng cai nó chết đầu, nó không bị nói gì, nó cứ đít mình. Thế nên là mình xấu không mà. Không anh, thà là người ta cố gắng tay chơi game ta chết còn đỡ hơn là gọi là chết gì luôn. À không, em xin lỗi. Lần cuối thì thấy mình quan trung một phong cảm ơn ạ. Em xin lỗi anh. Rồi ok bạn ơi, thì coi như trận này á thì gọi là hội chị em để giành chiến thắng rồi nha. Thật sự lần nào chơi game hội anh em cũng là người thua á, tôi không biết sao á, nhưng mà ok. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn thấy thích video này đừng quên để hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của anh Mr. Dịch để xin lỗi anh Dịch cho mình nãy mình lỡ mồm. Ok. Thì nếu như bạn nào thích cái series gọi là cả team cùng chơi game này của mình thì cũng đừng quên hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.